Mùa giải 2019-2020 của Chelsea gần đến hồi kết. Với việc thất bại 0-3 trước Bayern Munich tại Champions League, việc lội ngược dòng trước đương kim vô địch Bundesliga dường như là một điều bất khả thi, bất chấp phong độ của thầy trò Lampard đang cao. Và khi nó chính thức hạ màn, cũng chính là lúc Frank Lampard chắc chắn sẽ phải đưa ra một đánh giá nghiêm túc về những bài học kinh nghiệm trong mùa giải này và những thách thức phía trước, cả trên thị trường chuyển nhượng và trên sân tập. Tương tự như vậy là trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer. Tuy mất đi cơ hội đạt được danh hiệu FA Cup trong mùa giải đầu tiên, huấn luyện viên người Na Uy vẫn còn nguyên cơ hội cảm nhận được bầu không khí của Cúp châu Âu, nơi họ đã bại Lazio với tỷ số 5-0 ngay tại sân khách và gần như chỉ chờ đối thủ sắp tới của mình tại vòng tứ kết Europa League. Huấn luyện viên của cả hai đội bóng kể trên đang trên con đường tái thiết lại thứ mà người ta gọi là bản sắc. Khi bắt đầu mùa giải 2019-2020, không ai yêu cầu Lampard hoặc Solskjaer phải giành được một chiếc cúp. Không ai trong ban lãnh đạo tuyên bố rằng nếu không có vé dự Champions League, huấn luyện viên sẽ bị sa thải. Dù cho đây là hai trong những yếu tố bắt buộc phải có để đánh giá thực lực của một đội bóng lớn. Và sự thật đã chỉ ra rằng nếu ưu tiên những yếu tố đó, ban lãnh đạo của hai đội bóng sẽ chẳng mạo hiểm để tin tưởng vào những huấn luyện viên còn rất ít kinh nghiệm như vậy lên nắm quyền. Luis Van Gaal và Jose Mourinho đã giành được những danh hiệu cho United. Cả Conte và Sarri cũng đã làm điều tương tự cho Chelsea. Nhắc một chút về quá khứ, khi một chiến lược gia đại tài như Pep Guardiola còn được chấp nhận trắng tay ngay mùa giải đầu tiên của ông tại Man City trước khi thống trị Premier League ở hai mùa giải tiếp theo. Một ví dụ kinh điển chính là Jurgen Klopp. Ba mùa giải đầu tiên, ông dẫn dắt lữ đoàn đỏ, số danh hiệu chỉ vỏn vẹn là con số 0 tròn chỉnh trước khi làm vua châu Âu ở mùa giải thứ tư và giải cân khác ngoài hạng Anh sau 30 năm chờ đợi ở mùa giải kế tiếp. Cũng cần phải nhấn mạnh một điều, đó là trước khi đến với Man City và Liverpool, Pep và Klopp là hai cá nhân tiêu biểu thuộc hàng ngũ huấn luyện viên xuất sắc nhất ở thời điểm đó. Nhiều ông chủ không cần nhìn qua bản CV của hai chiến lược gia này vẫn có thể gật đầu đồng ý chiêu dụ về đội bóng của mình. Nói ra điều trên để thấy việc trao niềm tin vào những huyền thoại đã cho thấy phần nào tầm nhìn mới của ban lãnh đạo đội bóng, một thứ gì đó đậm chất văn hóa và bản sắc của câu lạc bộ. Và không có gì tuyệt vời hơn khi chọn những con người đã thấm nhuần tư tưởng, bản sắc của câu lạc bộ ấy truyền tải lại cho thế hệ tiếp theo. Ai cũng biết rằng Chelsea của Roman Abramovich luôn hướng đến chủ nghĩa thực dụng, từ những Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez cho đến Jose Mourinho, Conte và Sarri. Những người đến và đi đều để lại cho các Joe Blues những ấn tượng khó phai, nhưng cái giá phải trả là một sự phát triển ngắn hạn. Người này đi, người khác đến, đồng nghĩa với việc các cầu thủ không hợp triết lý sẽ trở nên thừa thải, dẫn đến câu chuyện thừa nhân sự nhưng thiếu chất lượng chuyên môn. Với sự xuất hiện của Lampard, điều này giống như một lời tuyên bố cho sự tan rã của chu kỳ được xem như là lò xoay huấn luyện viên của Chelsea. Một chu kỳ mới mà ở đó, niềm tin về sự trở lại sẽ được đặt vào các học viên ưu tú của học viện. Điển hình là ở mùa giải năm ngoái, trong trận chung kết Europa League, độ tuổi trung bình của đội hình xuất phát của Chelsea khi ấy là 28 tuổi. Nó bao gồm 3 cầu thủ 30 tuổi trở lên, Olivier Giroud, David Luiz và Pep Guardiola, và một Andreas Christensen ở độ tuổi 24. Hai trong số những đội hình xuất phát của họ mùa đó trên sân nhà của Tottenham Hotspur và Leicester City có độ tuổi trung bình là 29,5. Đó là những đội hình có tuổi đời lớn nhất được đưa vào sân ở Premier League mùa trước bởi bất kỳ các câu lạc bộ nào khác ngoài Watford. Dưới thời Lampard, tiêu chí của ông luôn là phát triển những cầu thủ trẻ. Mùa trước, các cầu thủ thuộc diện câu lạc bộ đào tạo chỉ có 16 lần ra sân tại ngoại hạng Anh. Christensen 6, Ruben Loftus-Cheek 6, Callum Hudson-Odoi 4. Cho đến mùa này, con số đó đã lớn hơn 100. Mason Mount 30, Tammy Abraham 25, Christensen 21, Fikayo Tomori 15, Christy James 14, Hudson-Odoi 7, Billy Gilmore 2, Loftus-Cheek 2. Trong một số trận đấu, họ thậm chí còn ra sân với đội hình có độ tuổi trung bình dưới 25. Chỉ có một đội bóng duy nhất ở Premier League đưa ra đội hình trẻ hơn Chelsea của Lampard, không ai khác chính là Man United. Đã có lúc trong mùa giải này, Chelsea của Lampard dường như rất mong manh dễ vỡ, bằng chứng là thất bại 0-3 trước Sheffield United.
Trận thua khiến người không khỏi phải thốt lên rằng đó là trận đấu mà ông không bao giờ quên. Quyết định để Christensen, James, Mou và Abraham trên băng ghế dự bị trong trận thắng tối thiểu 1-0 trước Norwich City dường như là một minh chứng cho việc Lampard biết khắc phục và sửa chữa sai lầm của mình. Bên cạnh đó, việc cho cầu thủ trẻ cày ải quá nhiều trong tình cảnh mức độ thi đấu cao sau đại dịch đôi khi mang lại nhiều rủi ro hơn là thành công. Nếu có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm chinh chiến, đội hình non trẻ của Lampard sẽ vượt qua được cái mác là những cầu thủ trẻ triển vọng. Conte, sau khi chấm dứt mối lương duyên 2 năm của mình tại Stamford Bridge, đã vô cùng ngạc nhiên khi cho rằng Chelsea của ông đã rất kiên cường trên con đường đến ngôi vô địch ở mùa giải đầu tiên, lại bỗng nhiên trở nên yếu ớt dễ vỡ một cách khó hiểu ở mùa giải thứ hai. Trong một thời điểm ở giai đoạn 2017-2018, họ để thua 3-0 trên sân nhà trước Bournemouth, thủng lưới 3 bàn sau 16 phút. Tiếp đó là trận thua 4-1 trước Watford, 3 bàn trong 6 phút cuối trận. Dưới thời Sarri một năm sau, họ thua 4-0 trước Bournemouth, cả 4 bàn đều trong hiệp 2 và 6-0 tại Manchester City chỉ trong vỏn vẹn 12 ngày. Những thất bại liên tiếp trước một đội hình giàu sức chiến đấu dưới sự dẫn dắt của những huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm. Những thất bại như vậy chỉ ra một điều rằng sức mạnh của Chelsea trong giai đoạn này dường như quá phụ thuộc vào ngôi sao sáng nhất của họ, Eden Hazard, người đã được bán cho Real Madrid vào mùa hè năm ngoái. Đó là lý do tại sao tầm nhìn của câu lạc bộ lại chuyển sang một mục tiêu dài hạn không chỉ về mặt nhân sự mà còn nằm ở phong cách thi đấu. Và đặc biệt là một từ rất thông dụng trong bóng đá, văn hóa tại sân tập. Trong cuộc họp báo ra mắt vào tháng 7 năm ngoái, Lampard đã tuyên bố về việc sẽ cố gắng giúp các cầu thủ trẻ từ học viện có những bước phát triển mạnh mẽ để vượt qua rào cản về thực lực. Có một sức trong đội 1 tại sân tập Gotham, Lampard đã theo dõi những Mao, Abraham, Tomori, James và Gilmore từ khi là huấn luyện viên của Derby County. Phần lớn những cầu thủ này đều được đem đi cho mượn và thậm chí đội chủ quản còn không quan tâm đến những cá nhân này. Lệnh cấm từ FIFA dành cho Chelsea mùa hè năm ngoái cũng là một yếu tố. Những điều này đã đập tan hoàn toàn nghi ngờ từ dư luận khi cho rằng Lampard bị bắt buộc phải sử dụng những tài năng trẻ từ học viện. Chelsea thật sự cần đi theo hướng đi mới này, giống như việc United đã làm với Solskjaer. Đúng theo lời mà phó chủ tịch điều hành Edward Ward đã nói là tái cấu trúc văn hóa của câu lạc bộ. Cụm từ này thoạt nghe thì rất là bình thường, nhưng đối với Edward Ward, một cựu nhân viên ngân hàng chẳng am hiểu gì về bóng đá, cũng đã bắt đầu hiểu ra rằng câu lạc bộ cần quay trở lại với hào quang vốn có bằng thứ tinh thần gọi là DNA của quỷ. Điều này không chỉ mang ý nghĩa xây dựng một đội bóng mới giàu khát khao mà còn là xây dựng tinh thần chiến thắng của những thời xưa cũ. Solskjaer đang đi đúng hướng. Một số người hâm mộ cho rằng United đã vá vội vàng khi trao cho huấn luyện viên người Na Uy một bản hợp đồng chính thức vào tháng 3 năm ngoái, sau khi ông cùng đội bóng đạt được 14 chiến thắng sau 19 trận cầm quân. Đến giữa tháng 2, Quỷ Đỏ chỉ có 11 trận thắng sau 32 trận đã đấu ở ngoại hạng Anh mùa này. Từ những thứ trong tưởng chừng như có vẻ ảm đạm, Solskjaer đã tìm ra con đường dẫn đến chiến thắng cho Quỷ Đỏ. Mùa trước, ông khơi lại cảm giác chiến đấu cho các cầu thủ. Mùa này, ông tuyên bố đã chính thức thanh trừng những quả táo thối. Đồng thời trải qua chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường, 8 chiến thắng và 4 trận hòa trong 12 trận ở Premier League trước khi bị chấm dứt bởi Chelsea ở FA Cup. Với những màn trình diễn thuyết phục của các cầu thủ, sự xuất hiện của Bruno, Mason Greenwood tỏa sáng và Anthony Martial lấy lại phong độ đỉnh cao, người hâm mộ dường như cảm nhận được tinh thần chiến đấu, cảm hứng chơi bóng của một United đã từng đặt những Arsenal hay Liverpool dưới chân ấy đã dần trở lại một Manchester United thật thụ. Đối với Lampard, ông khác Ole ở chỗ ông không cần phải xây lại ánh hào quang cho đội bóng mà là hướng The Blues đến với một đẳng cấp khác, một đẳng cấp lớn hơn so với tiềm năng của câu lạc bộ này có thể làm được. Một cấp độ mà ở đó, người ta không còn đánh giá Chelsea là một đội lép vế trước những ông lớn của châu Âu. Có một cảm giác rằng Lampard rất được Abramovic tin tưởng. Tầm nhìn của huấn luyện viên người Anh dường như là thứ khác biệt dưới thời Mourinho, Conte hay Sarri. Thế nên, Hakim Ziyech và Timo Werner dường như là một phần thưởng mà ông chủ người Nga muốn dành đến cho huyền thoại này. Tụ chung lại, sẽ là bất công nếu đánh giá hiệu quả của hai huấn luyện viên đương nhiệm thông qua mùa giải này của họ. Solskjaer không được chọn để nối bước những gì Van Gaal và Mourinho đã làm. Ông được chọn để mang DNA quỷ đỏ trở lại, giống như Lampard đã được chọn
không chỉ để nối tiếp thành công của những huấn luyện viên đi trước, mà còn là mang đến cho Chelsea một sức sống mới, một bộ mặt của sức trẻ tuổi đôi mươi. Tuy hai cách làm việc của hai vị thuyền trưởng khác nhau, nhưng họ đều có chung một sứ mệnh là mang câu lạc bộ chủ quản của mình trở lại, không chỉ về mặt thành tích mà còn là đức tin. Đức tin về một thế lực từng làm mưa làm gió một thời, đức tin về một tương lai tươi sáng đang đón chờ đội bóng thân yêu. Nhiều khả năng, công việc trước mắt của cả Ole lẫn Lampard sẽ là tái thiết và tái thiết, trước khi có một người xuất sắc hơn đảm nhận những di sản đó để biến nó trở thành vĩ đại. Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, biết đâu chính họ lại là những người nâng tầm chính bản thân và câu lạc bộ lên một vị thế khác.